luật lao động người ta quy định là bất cứ cá nhân nước ngoài nào, trừ những trường hợp mà miễn giấy phép lao động nha, bất cứ cá nhân người nước ngoài nào mà đến làm việc tại Việt Nam thì đều phải xin giấy phép lao động. Bạn hỏi, luật sư trả lời. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Bạn hỏi luật sư trả lời. Chương trình do Hạn luật Bích Bảo Lo tổ chức và thực hiện với mục tiêu và sứ mệnh là nâng cao kiến thức pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần với người dân hơn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta một cuộc sống tuân thủ pháp luật và công việc kinh doanh của chúng ta trở nên phát triển bền vững hơn. Và trong chương trình lần này, tôi xin được phép mời đến luật sư Lại Thị Khánh, hiện tại đang công tác tại Hạn luật Bích Bảo Lo với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư, thì luật sư sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn gửi đến chương trình. Xin chào luật sư ạ. Xin chào bạn, rất vui được quay trở lại chương trình. Ở chương trình ngày hôm nay thì tôi xin phép được gửi đến luật sư một câu hỏi của bạn có tên nickname là Nguyễn Thị Minh, hiện tại đang ở thành phố Hà Nội. Có câu gửi câu hỏi về chương trình luật sư như thế này. Tôi xin phép đọc nguyên văn câu hỏi và cho luật sư nắm cũng như là các bạn đang xem nghe rõ câu hỏi. Rồi, trong thời gian qua tôi có làm việc cho một số công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc như sau, mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi. Người đại diện theo pháp luật của công ty là người nước ngoài nhưng không sinh sống tại Việt Nam. Các văn bản, tài liệu của công ty được gửi sang nước ngoài ký và người đại diện điều hành công ty từ xa thì có phải xin giấy phép lao động không, thưa luật sư? Xin luật sư trả lời câu hỏi. Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra cái câu hỏi của bạn mà các công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng thường gặp phải. Tức là họ có một ông sếp là người đại diện theo pháp luật. Mà ông sếp này thì là người nước ngoài chẳng hạn. Và ông ấy thường xuyên là ở nước ngoài, nhiều hơn là ở Việt Nam, thậm chí ở luôn nước ngoài, không có ở Việt Nam luôn. Thì câu hỏi của bạn là sếp bạn có được, người đại diện theo pháp luật của công ty ấy, sếp bạn có được quyền ở luôn nước ngoài không? Và có thể là điều hành công ty work from home hay là cái gì đó, điều hành công ty từ xa. Nếu giấy tờ cần sếp ký thì gửi qua nước ngoài rồi sếp lại gửi lại về Việt Nam. Thì câu hỏi của bạn là làm như vậy có được không? Thì câu trả lời ấy là nếu như công ty bạn chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật là ông sếp đó, thì ông sếp đó mà không đến cư trú ở Việt Nam là cũng không đúng với tinh thần của luật doanh nghiệp. Cụ thể ở đây là điều 12 của luật doanh nghiệp. Người ta quy định rằng là người đại diện theo pháp luật của công ty, đối với công ty có người đại diện theo pháp luật, phải ít nhất có một người đại diện theo pháp luật là phải cư trú ở Việt Nam theo luật cư trú. Và khi ông này mà ông ấy đi nước ngoài, ví dụ ông đi công tác hay ông đi làm gì rời khỏi Việt Nam, thì ông phải có một cái văn bản ủy quyền cho một cá nhân nào đấy tại công ty thay ông điều hành, ký các giấy tờ, nói chung là làm tất cả các quyền và nghĩa vụ của ông tại Việt Nam đó, để giúp ông điều hành công ty, chứ không thể nào mà để một công ty ở Việt Nam giống như là rắn mất đầu mà cái đầu của nó thì ở tít nước ngoài, thì rất khó giải quyết những công việc trong nước. Và luật cũng quy định như vậy rồi, mục đích của luật ra là để cho việc điều hành quản lý công ty được thuận tiện hơn, chứ không thể nào mà một cá nhân nước ngoài rồi để mặc công ty ở Việt Nam như vậy mà không có ai điều hành quản lý đó. Thì bây giờ từ cái quy định là bắt buộc phải có một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, thì chúng ta sẽ dẫn chiếu đến luật lao động. Luật lao động người ta quy định là bất cứ cá nhân nước ngoài nào, trừ những trường hợp mà miễn giấy phép lao động nha, bất cứ cá nhân người nước ngoài nào mà đến làm việc tại Việt Nam thì đều phải xin giấy phép lao động. Vậy thì bây giờ cư trú tại Việt Nam thì chính là làm việc tại Việt Nam rồi, đúng không? Đó, thì suy ra là sếp bạn nếu là người đại diện duy nhất, đại diện theo pháp luật duy nhất tại công ty, thì sếp bạn chắc chắn là phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam. Như chưa luật sư trả lời thì bắt buộc phải có người, bắt buộc phải xin giấy phép lao động. Vậy trường hợp mà bây giờ người đại diện không cư trú tại Việt Nam thì có giải pháp nào không, thưa luật sư? Giải pháp thì luôn luôn có, chỉ có điều là bạn có biết hay không thôi. Thì hiện nay luật doanh nghiệp cho phép là đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần là cho phép được nhiều người đại diện theo pháp luật tại công ty. Thì hiện tại là bạn là công ty có vốn nước ngoài thì tôi đoán là cũng khả năng rất là cao cũng rơi vào trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thôi, ít khi là một công ty hợp danh hay là một doanh nghiệp tư nhân gì đó. Thì cái việc mà một ông sếp ông luôn luôn ở nước ngoài, ông không đến Việt Nam cư trú, hoàn toàn đúng quy định pháp luật nếu như công ty cử thêm một hoặc một vài người làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Thì chúng ta lúc này trên giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty sẽ có tồn tại là khoảng ví dụ như hai người đại diện theo pháp luật đi, thì cho phép một người luôn ở nước ngoài và một người thì sẽ cư trú ở Việt Nam, làm nhiệm vụ cư trú ở Việt Nam, thì suy ra là cái người ở nước ngoài đấy sẽ không cần xin giấy phép lao động vì họ có đến cư trú tại Việt Nam đâu mà cần xin giấy phép lao động. Thì cái người mà còn lại cư trú tại Việt Nam ấy, nếu giả sử như người ta là người Việt Nam thì hiển nhiên là không cần xin giấy phép lao động. Còn nếu họ là người nước ngoài thì vẫn đúng theo những câu hỏi trước của tôi là xin giấy phép lao động cho cái người đấy thôi. Còn cái ông mà ông không ở cư trú ở Việt Nam mà ông điều hành từ xa thì vẫn đúng quy định pháp luật và không cần xin giấy phép lao động. Thưa luật sư, vậy thì có những lưu ý gì khi mà có nhiều người đại diện theo pháp luật không, thưa luật sư? Cái việc mà có nhiều người đại diện theo pháp luật ấy, của công ty thì dĩ nhiên là nó phải phức tạp hơn một người rồi. Trong cái trường hợp này thì
tôi hiểu là cái tinh thần của công ty bạn là chắc chắn cái ông sếp ở nước ngoài sẽ có khả năng là sẽ có quyền kiểm soát được cái ông người đại diện trong nước cư trú tại Việt Nam, nếu như công ty bạn chọn là theo cái giải pháp là có hai người đại diện theo pháp luật hoặc là trên một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam. Thì để mà giám sát kiểm soát này thì công ty bạn cần phải quy định cái quyền nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật tại điều lệ công ty một cách hết sức chặt chẽ, logic khoa học, để làm sao mà những cái việc mà cái ông người ở Việt Nam ông vừa làm việc thay mặt ký ta giấy tờ điều hành công ty vừa được thuận tiện, những cái công việc mà ông ở nước ngoài không thể làm được mà lại vừa đáp ứng được cái yêu cầu mà vẫn có thể chịu sự kiểm soát giám sát từ người đại diện đang ở nước ngoài đó, thì cái này cái quy trình thủ tục để thiết lập ra cái điều lệ một cách chặt chẽ thì đấy là việc của bộ công ty. Còn có một cái lưu ý tiếp theo đối với công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật ấy, đó là bản thân các đối tác ấy. Khi người ta làm việc với công ty, người ta có thể là người ta nhìn cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hoặc là trên thông tin đăng ký cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia mà nhìn thấy có trên một người là người đại diện theo pháp luật thôi. Là có nhiều công ty là họ hơi hoang mang, họ đặt câu hỏi là ở trên có nhiều người như vậy thì không biết là mình làm với ông nào sẽ có quyền hơn ông nào, hoặc là không biết làm với một ông được hay là phải cần làm với cả hai ông. Thì để giải quyết vấn đề này thì trong điều lệ có thể ghi là một trong hai ông ký đều có thẩm quyền giống như cả hai ông ký chẳng hạn. Nhưng mà cái quy trình nội bộ khác của công ty, tức là đối với khác với những bên thứ ba, ví dụ như là đối tác, khách hàng vân vân, thì quy định là một ông ký là đều full quyền rồi. Nhưng có thể trong nội bộ, trong một số điều lệ, điều khác của điều lệ thì quy định là ông này phải báo cáo ông kia vân vân. Hoặc là ví dụ như các bạn công ty muốn quy định chặt chẽ hơn thì ví dụ nhé, ví dụ cái ông đại diện theo pháp luật ở nước ngoài thứ nhất đi, ông sẽ được quyền ký tất cả các giao dịch hợp đồng mà có giá trị trên 10 tỷ đi chẳng hạn, ví dụ vậy. Ở dưới 10 tỷ thì ông thứ hai mới được ký chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì sau đó cái điều lệ này là cái nội bộ công ty mà không public, không công bố ra ngoài, nhưng khi đối tác và ngân hàng hay là vân vân chẳng hạn, người ta làm việc, người ta yêu cầu cái điều lệ này thì công ty phải đưa cho họ để họ check thẩm quyền, hoặc là công ty phải chứng minh cho họ là việc là một trong hai ông ký đều được thẩm quyền vân vân. Tiếp theo là cái việc mà công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật này thì có thể là có những cái, tức là khi mà mình làm việc thì có thể là hôm nay khách hàng làm việc với ông A là ông đại diện thứ nhất, ngày mai ông A có việc bận thì đấy lại làm việc với ông B, thì có thể là giấy tờ trao đổi giữa chỉ cần hai ông này bị biết thông tin, bị có một cái thông tin gì đấy mà chưa trao đổi kỹ với nhau, thì có thể những cái giấy tờ làm việc hai ông này nó không khớp nhau về mặt thông tin hay mâu thuẫn gì đấy, thì có thể khách hàng sẽ đánh giá thứ nhất là công ty không chuyên nghiệp, thứ hai là khách hàng cũng sẽ hoang mang không biết ông nào quyết định đúng hơn ông này. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì công ty cần phải làm hết sức chặt chẽ quy trình của bộ công ty như điều lệ công ty, hoặc là cung cấp đầy đủ giấy tờ khi mà đối tác có yêu cầu, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi ký hợp đồng với một công ty có hai người đại diện theo luật thì để cẩn thận là tôi luôn muốn là yêu cầu cung cấp điều lệ cho tôi xem, để tôi xem là bây giờ cần cả hai ông ký hay một trong hai ông nào thì ký ok thẩm quyền hơn ông nào vân vân. Thì cái này công ty cần phải lưu ý trong quá trình điều hành với những doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo luật. Cảm ơn những câu trả lời rất là giá trị. Hy vọng qua câu trả lời vừa rồi của luật sư Khánh thì bạn Minh cũng như tất cả các bạn đang xem chương trình có thể hiểu hơn về các quy định pháp luật liên quan đến việc mà người đại diện ở nước ngoài. Trường hợp nếu mà các bạn còn những câu hỏi thắc mắc gì đó, các bạn có thể bình luận ngay bên dưới video này và chúng tôi sẽ gửi đến luật sư Khánh và luật sư Khánh sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn trong những chương trình, những video tiếp theo. Hoặc các bạn có thể gửi câu hỏi về chương trình là địa chỉ email là banhoiluatsu@gmail.com, tôi đang để trên màn hình đó ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập vào nhóm bạn hỏi luật sư trả lời, chúng tôi lập ra ở trên Facebook để các bạn có thể trả lời, các bạn có thể gửi câu hỏi vào đó, luật sư trả lời ngay lập tức. Rồi, qua chương trình này thì một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khánh đã đến tham gia chương trình và trả lời những câu hỏi vô cùng giá trị. Xin cảm ơn luật sư Khánh. Cảm ơn bạn. Vậy là chương trình xin phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin chào. Chào. Bitbot Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0978 333 379 để được tư vấn.